Sinh năm bao nhiêu? 62. Một, bắt đầu. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của báo điện tử Sức khỏe đời sống. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên báo điện tử Sức khỏe đời sống.vn, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, đồng thời cũng được phát trên kênh YouTube của báo và trên fanpage. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề bữa ăn lành mạnh sẽ có ảnh hưởng tác động ra sao đến sức khỏe của con người. Khi mà nói đến cụm từ bữa ăn lành mạnh thì chắc chắn là quý vị cũng có thể hình dung được nếu chúng ta duy trì được một chế độ lâu dài như vậy sẽ tạo nên một cơ thể với sức đề kháng tốt, hệ miễn dịch khỏe mạnh và từ đó thì cũng sẽ phòng tránh được rất nhiều những bệnh tật nguy cơ trong thời điểm dịch bệnh mùa hè như hiện nay, thì đó lại càng là yêu cầu cốt lõi dành cho mỗi người chúng ta. Thưa quý vị, tuy nhiên thì để làm đúng theo cụm từ mà chúng tôi đưa ra của chủ đề đó là bữa ăn lành mạnh, thì làm sao và làm thế nào, như thế nào là bữa ăn lành mạnh? Đó sẽ là những câu hỏi mà chắc chắn các chuyên gia hôm nay sẽ giải đáp để chúng ta có được một định nghĩa phù hợp nhất. Chương trình của chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của tập đoàn Hubline Nutrition đã mang đến những sản phẩm, những phần quà tặng dành cho quý vị khán giả theo dõi. Vì vậy, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội giành được những phần quà bằng cách trả lời những câu hỏi tương tác trong suốt thời gian 90 phút của chương trình chúng tôi mang đến nhé. Ngay bây giờ đây, thì anh Thư xin được trân trọng giới thiệu sự đồng hành của các chuyên gia, khách mời đặc biệt đang hiện diện trong trường quay của báo điện tử Sức khỏe và đời sống. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào anh Thư ạ. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Xin chào anh Thư, xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn cả hai khách mời đã dành thời gian đến với chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của Ban Điện tử Sức khỏe đời sống ngày hôm nay. Và hy vọng rằng các khách mời sẽ mang đến cho chúng tôi những định nghĩa và những giải đáp tốt nhất trong chủ đề mà chúng tôi đã đưa ra. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng đến với một clip để có thể hiểu rõ hơn về các khách mời. Và từ đó thì quý vị cũng có thể đưa ra những câu hỏi phù hợp cho từng vị khách nhé. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, là bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, là thực tập bác sĩ nội trú tại trường Đại học Paris Cộng hòa Pháp, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành nội khoa với đề tài nghiên cứu giá trị của chụp đường mật qua da dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Từ năm 1989 đến 2017, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng vừa là giảng viên vừa là bác sĩ điều trị. Đến năm 2008, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Chủ trì và là thành viên của nhóm nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Vân Hồng đã có 13 nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp bệnh viện, hướng dẫn nghiên cứu sau đại học cho 37 nghiên cứu sinh, trong đó có cả sinh viên là người nước ngoài. Là tác giả và đồng tác giả 8 quyển sách chuyên ngành nội khoa và tiêu hóa, có 34 bài báo là các nghiên cứu khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí y khoa, tạp chí khoa học, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chuyên gia dinh dưỡng với 32 năm kinh nghiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Dinh dưỡng, giảng viên kiêm nhiệm về dinh dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội, chủ biên 5 đầu sách về dinh dưỡng, đồng tác giả 9 đầu sách về dinh dưỡng, chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm 11 chương trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tham gia 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tác giả 70 bài báo đã công bố trong nước và quốc tế, hướng dẫn 13 luận án tiến sĩ, 2 luận văn bác sĩ chuyên khoa và 14 luận văn cao học. Nói về chế độ dinh dưỡng thì chúng ta đều biết rằng nó có tác động trực tiếp đến mỗi một cá thể. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cụm từ này cũng như là áp dụng được chế độ phù hợp thì không phải là ai cũng có thể hiểu rõ. Và xin dành câu hỏi đầu tiên cho Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm.
Chúng ta biết rằng dinh dưỡng thì có vai trò rất là quan trọng đối với mỗi người, bởi vì chúng ta biết rằng trước hết thì dinh dưỡng giúp chúng ta tăng trưởng và phát triển từ một phôi thai trong bụng mẹ cho đến một em bé, và từ một em bé để chúng ta phát triển thành một cái người trưởng thành thì chúng ta cũng cần phải đủ nhu cầu dinh dưỡng trong suốt cuộc đời. Và dinh dưỡng đúng cách còn biết chúng ta còn giúp chúng ta dự phòng, ví dụ thì dinh dưỡng lại còn giúp chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh, và với những bệnh thì dinh dưỡng có thể đóng góp đến 50% thành công trong quá trình điều trị bệnh. Và dinh dưỡng đúng cách còn giúp chúng ta nâng cao miễn dịch và nâng cao sức khỏe để chúng ta ít có nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Như vậy thì chúng ta biết rằng ai trong chúng ta cũng cần dinh dưỡng lành mạnh đúng cách để từng mỗi giai đoạn trong cuộc đời thì chúng ta luôn khỏe mạnh và ít nguy cơ. Và tất cả chúng ta cũng đều hiểu rằng là sức khỏe cơ thể con người thì gắn liền với hệ miễn dịch. Nhưng mà hệ miễn dịch được hiểu chính xác như thế nào thì xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng có thể giải đáp cho chúng tôi một lần nữa. Vâng, hệ miễn dịch thì gồm có hai loại, đó là miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Với miễn dịch dịch thể thì gồm có các cái kháng thể và những cái enzyme, rồi các bổ thể. Rồi miễn dịch tế bào đó là các thành phần của các cái bạch cầu, rồi các đại thực bào. Và một cái miễn dịch nữa, một cái hệ thống miễn dịch nữa đó là các cái hàng rào bảo vệ cơ thể, ví dụ như hàng rào máu não chẳng hạn, hoặc đối với hệ tiêu hóa đó là cái hàng rào của niêm mạc của ống tiêu hóa, phía trên của niêm mạc ống tiêu hóa là các cái lớp chất nhầy. Nếu như các cái hàng rào đấy mà bị phá vỡ thì các cái yếu tố tấn công như là vi khuẩn, virus từ trong lòng ống tiêu hóa rất dễ dàng tấn công qua cái thành của ống tiêu hóa và đi vào trong máu. Thì miễn dịch với miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào như vậy thì nó có thể là có hai cái đáp ứng miễn dịch bẩm sinh, đẻ ra cái là đã có đầy đủ các cái hệ thống miễn dịch đấy rồi, và miễn dịch thu được trong cuộc sống. Thì miễn dịch thu được trong cuộc sống, ví dụ như là mình tiêm vaccine chẳng hạn, thì các cái kháng thể sẽ được hình thành và có đủ sức để bảo vệ cơ thể. Nếu như là mình tiêm vaccine viêm gan B thì khi mình bị mắc viêm gan B thì kháng thể đó có thể trung hòa được với những cái kháng nguyên, và như vậy sẽ không bị mắc virus viêm gan B nữa. Một cái nữa là những cái miễn dịch thu được nữa là những cái nhiễm khuẩn, nhiễm virus gì đó trong cuộc đời mà nếu như cơ thể khỏe, đủ sức sản xuất ra kháng thể, đủ những cái tế bào để có thể tiêu diệt những cái mầm bệnh đấy, thì những cái miễn dịch thu được đấy cũng sẽ được lưu nhớ lại trong cơ thể, và khi lần sau mắc lại những cái bệnh đấy thì cơ thể cũng sẽ tự sản xuất ra kháng thể, tự các cái tế bào cũng thể có thể tiêu diệt được các cái kháng nguyên. Như vậy thì với cái miễn dịch, đặc biệt là miễn dịch thu được trong cuộc sống, thì nếu như mình tiêm vaccine thật sự đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh và những cái nhiễm trùng từ nó trở nên rất là nhẹ thôi, giúp cho cái hệ thống miễn dịch nhận diện được những cái tác nhân kháng nguyên đấy, thì cơ thể sẽ được bảo vệ tuyệt đối ạ. Vậy như thế nào thì làm cái chế độ dinh dưỡng phù hợp để duy trì được một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh đấy? Một cái chế độ dinh dưỡng để đảm bảo những cái miễn dịch dịch thể gồm có kháng thể, các cái IgE miễn dịch, rồi các cái hệ thống bổ thể, rồi các cái enzyme, để muốn tạo ra được những cái hệ thống miễn dịch dịch thể đấy thì đòi hỏi một cái hệ tiêu hóa phải rất là khỏe mạnh, một chế độ ăn uống thật sự là cân đối thì nó mới có thể tổng hợp để sản xuất ra các cái IgE miễn dịch, thậm chí có thể tạo ra được các cái tế bào. Bản chất của các tế bào là gì? Là gồm có các cái thành phần, gồm có protein, là các cái acid nucleic, rồi các cái thành phần của IgE miễn dịch cũng là thế, nó sẽ gồm có các cái globulin miễn dịch, và thực chất nó sẽ được hấp thu từ các cái chế độ ăn uống như là protein, đường, đạm, mỡ đầy đủ thì mới hình thành nên được các cái hệ thống miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Nếu mà nói như vậy thì rõ ràng cái chế độ dinh dưỡng cho hệ tiêu hóa nó cũng có những cái điểm riêng biệt, và xin nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng có thể bổ sung thêm. Vâng, chúng ta biết rằng để cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì chúng ta biết rằng là không bị mắc các cái chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, chán ăn, hay là táo bón, hay rối loạn tiêu hóa đi ngoài, thì chế độ dinh dưỡng đảm bảo cũng phải
hết là an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi chúng ta phải chọn thực phẩm sạch và chế độ ăn phải cân bằng, cách nào đạm đường béo, rồi nhiều rau xanh quả chín để mà mục đích là chúng ta, ví dụ mình đồng ý với chị Vân Hồng, chúng ta phải cung cấp các cái chất dinh dưỡng như là protein, chất béo, rồi đường dinh tiêu hóa khỏe mạnh thì trong đường ruột chúng ta phải đủ chất xơ thì cái nhu động ruột nó mới hài hòa, ít nguy cơ bị bệnh, và đường ruột chúng ta lại phải cân bằng các cái vi khuẩn có ích và vi khuẩn có hại trong đường ruột, và cái vi khuẩn có ích nó phải ức chế được cái vi khuẩn gây hại, như vậy thì chúng ta ít có nguy cơ bị bệnh. Và nếu mà đường tiêu hóa khỏe mạnh thực ra thì đóng góp đến 80% miễn dịch của cơ thể. Ngoài những cái nguy cơ như là phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm vừa nhắc tới, như là đầy bụng ăn không tiêu hay là thậm chí là đi ngoài đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ còn cái nguy cơ nào của hệ tiêu hóa nữa thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng, nếu như không duy trì được một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp với hệ tiêu hóa? Một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh định nghĩa của nó là gì? Là sự toàn vẹn của niêm mạc đường tiêu hóa, tức là sẽ không có viêm, không có loét, những cái tổn thương ở trên bề mặt niêm mạc là không có. Cái thứ hai nữa là sự thông thoáng của ống tiêu hóa. Thông thoáng của ống tiêu hóa tức là không có các khối u ngăn chặn, rồi không có tốc độ vận chuyển phân nó trở nên quá nhanh thì nó sẽ gây ra tiêu chảy, hoặc nó quá trì trệ thì nó sẽ gây ra cái táo bón, thì đó là những cái rối loạn vận động của đường tiêu hóa. Cho nên nếu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì sẽ đảm bảo được cái quá trình hấp thu các cái chất dinh dưỡng. Khi mình ăn chế độ ăn nó thật sự là đầy đủ cân đối rồi nhưng hệ tiêu hóa không khỏe mạnh thì sẽ không hấp thu được các cái chất dinh dưỡng đấy, thì cũng không thể tạo nên được các cái IgE miễn dịch, cũng không thể tạo nên được một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh. Thì đối với một cái hệ tiêu hóa khi mà bị những cái chứng bệnh như là những cái viêm loét ở trên bề mặt niêm mạc đường tiêu hóa, ví dụ như loét dạ dày thôi chẳng hạn, thì đương nhiên là người bệnh sẽ cảm giác rất là đau, khó chịu. Và đương nhiên đối với những kiểu loét như vậy thì cái bề mặt niêm mạc là bị tổn thương và ổ loét nó ăn sâu vào, thậm chí có thể đến lớp cơ, đôi khi nó có thể gây ra các biến chứng như thủng, như là chảy máu. Thì khi mà ổ loét ăn sâu như vậy thì ngoài triệu chứng đau thì còn có một cái yếu tố nữa, đó là các vi khuẩn rất dễ dàng tấn công qua cái bề mặt niêm mạc đã bị tổn thương đấy vào trong cơ thể, và rất có thể nó biến từ một cái nhiễm khuẩn đường tiêu hóa thông thường trở thành những cái nhiễm khuẩn nặng hơn. Và những cái kéo dài của chúng ta rất là dễ dẫn tới những cái bệnh không thể lường trước được, thậm chí là gây nguy hiểm tính mạng. Đúng ạ. Cái thời điểm mùa hè này thì chúng ta đều biết rằng là hệ tiêu hóa nó sẽ gặp khó khăn hơn nhiều, khi mà chính những người khỏe mạnh đang ở trong cái độ tuổi lao động chẳng hạn như là anh Thư ạ, là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi cảm thấy ăn uống hay tiếp nạp cái gì vào cơ thể còn khó khăn nữa, là cái độ tuổi mà các ông bà có tuổi một chút hay là trẻ nhỏ đúng không ạ, hay là còn thêm cả ảnh hưởng của một dịch bệnh nữa, thì việc ăn uống làm sao cho đường tiêu hóa khỏe mạnh chúng tôi cho rằng nó càng khó khăn hơn. Vậy thì xin nhờ phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm có thể tư vấn cho chúng tôi một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp trong cái thời điểm nhạy cảm này. Vâng, thực ra thì trong mùa hè, dù mùa hè hay mùa đông thì chúng ta chế độ ăn vẫn phải đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho từng nhóm tuổi, từng giới hay là từng mức độ lao động. Nhưng mà đúng là mùa hè thì chúng ta ăn uống cảm thấy mệt mỏi, chán ăn hơn, thì cái cách chế biến là quan trọng. Ở đây thì chúng ta nhớ rằng cái cách chế biến nó phù hợp, ví dụ mùa hè chúng ta có thể tăng các cái món chế biến như là món canh chua từ cá, từ thịt và hải sản, rồi chúng ta có thể ăn cháo, ăn mì, ăn súp để giảm bớt ăn cơm thì chúng ta cũng đỡ chán ăn hơn. Nhưng kiểu gì thì bữa ăn chúng ta vẫn phải đa dạng đủ chất dinh dưỡng, tức là một ngày chúng ta phải ăn 15-20 loại thực phẩm khác nhau, mỗi thứ một chút thôi nhưng cơ thể sẽ đủ chất hơn. Và đặc điểm thì Việt Nam chúng ta biết rằng có rất nhiều món ăn mà đa dạng thực phẩm, ví dụ như món nem rán hay món ốc nấu chuối đậu phụ chẳng hạn, thì một cái món ăn đấy thì chúng ta đến ít nhất là 10 thực phẩm khác nhau, nhất là các cái rau gia vị Việt Nam thì chúng ta biết rằng nó tạo ra cho chúng ta ăn ngon miệng hơn, rồi lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất và giàu các chất chống oxy hóa hơn. Và dù mùa hè mùa đông thì chúng ta cũng vẫn phải ăn cân đối chất đạm đường béo để cung cấp đủ chất đạm, rồi đủ các axit béo thiết yếu, rồi vẫn phải rau xanh quả chín để cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ, đúng không ạ? Và thì tôi nghĩ rằng mùa hè các bạn đừng quên là chúng ta phải uống đủ nước, rất là quan trọng.
Ví dụ bình thường chúng ta thì 1.5 đến 2 lít nước mỗi ngày, nhưng mùa hè nếu bạn nào đi ngoài trời nhiều hoặc vận động nhiều thì chúng ta phải thêm khoảng 500 ml nước nữa để cho bù lại cái mất mồ hôi, rồi chúng ta bù lại điện giải chúng ta bị mất nữa. Nhưng mà với những cái người mà đã vốn sẵn cơ thể có những cái bệnh về đường tiêu hóa rồi thì liệu là có một cái sự lưu ý đặc biệt nào trong cái chế độ dinh dưỡng không, thưa phó giáo sư? Vâng, với những người ví dụ chúng ta thấy rằng thỉnh thoảng này có rối loạn tiêu hóa thì tôi khuyên là thỉnh thoảng hay bị đi ngoài đấy thì các bạn ăn thêm ví dụ như là cà rốt. Người lớn chúng ta có thể ăn cà rốt luộc, rồi các cháu bé thì ăn cà rốt mình cho vào cháo và súp cho các cháu. Thì chính cà rốt rất tốt là nó có nhiều chất xơ hòa tan, nó có tác dụng hút chất độc và giúp tạo thành phân phân để mà giảm cái tình trạng táo bón đi. Rồi chúng tôi nghĩ rằng mùa hè chúng ta có thể sử dụng các cái chế phẩm có nhiều vi khuẩn có ích. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có những cái món ăn ví dụ dưa cà muối chính là cung cấp các cái lợi khuẩn. Mặc dù như chúng ta ăn ít thôi, có lại thừa muối mặn, và chúng ta cũng có thể uống các cái chế phẩm như là sữa chua probiotic, trong đây có các lợi khuẩn. Hoặc là những người mà hay có vấn đề loạn tiêu hóa hay táo bón thì chúng ta có thể bổ sung các cái chế phẩm probiotic cũng rất là tốt, nó giúp cho cái điều hòa nhu động ruột và tăng cường cái miễn dịch cho đường tiêu hóa rất tốt ạ. Vâng, anh Cường muốn đi sâu hơn nữa về cái cụm từ bữa ăn lành mạnh, đặc biệt là cho những người mà đang có vấn đề về hệ tiêu hóa. Thì xin hỏi phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng rằng trong cái quá trình mà mình thăm khám trực tiếp cho bệnh nhân ấy, với những bệnh nhân đã có cái nền tảng bệnh như vậy thì sẽ có một cái sự lưu ý đặc biệt nào thêm dành cho họ không, thưa phó giáo sư? Đúng là đối với hệ tiêu hóa khi mà nó không còn khỏe mạnh nữa, bắt đầu có những bệnh rồi thì cái chế độ ăn nó cũng sẽ phải thay đổi như là chị Lâm đã nói. Vấn đề nữa là đối với hai cái triệu chứng hay gặp đối với hệ tiêu hóa khi nó không khỏe, hoặc tiêu chảy hoặc táo bón, hoặc là có những cái tổn thương ở trên bề mặt niêm mạc nó gây ra. Thì nếu như là tiêu chảy thì tức là cái tốc độ vận chuyển phân nó rất là nhanh, cho nên là khi mà ăn vào cái thì chưa kịp hấp thu gì cả, nó đã bị đi ra ngoài ra mất. Cho nên là cái chế độ dinh dưỡng là sẽ phải là một cái chế độ dinh dưỡng làm sao mà cái khả năng hấp thu cũng phải rất là nhanh để bù lại với cái tốc độ vận chuyển nó quá nhanh như vậy. Cho nên thường cái cung cách chế biến sẽ là những cái đồ hầm hoặc là nấu cháo, những cái đồ dễ hấp thu. Còn lại nếu đối với trường hợp táo bón thì chế độ ăn sẽ phải bổ sung thêm những cái chất xơ, và chế độ ăn sẽ là nhiều nước, nhiều chất xơ thì sẽ giúp cho cái vận động của đường tiêu hóa nó trở nên nhanh hơn chứ không trì trệ nữa. Còn đối với những trường hợp khi mà có tổn thương ở trên bề mặt niêm mạc của đường tiêu hóa, người bệnh có thể có triệu chứng đau đầy rồi hoặc là tiêu chảy hoặc táo bón, thì với những cái trường hợp như vậy thì khi có những cái tổn thương trên bề mặt thì đương nhiên là cái khả năng hấp thu nó cũng rất là kém. Cho nên cái chế độ dinh dưỡng sẽ là một trong cái mấu chốt để giúp cho cái khả năng hấp thu tốt lên. Thì đó là một cái chế độ dinh dưỡng cũng phải đảm bảo cho cái quá trình hấp thu nó phải hết sức là dễ dàng. Đó là những cái thức ăn đã được cắt nhỏ, băm nhỏ, không bắt ống tiêu hóa, phải tự cắt nó ra nữa. Thường thì cái câu chuyện cắt nhỏ cái phần của thức ăn ăn vào sẽ do miệng, do răng, sau đó rồi đến ống tiêu hóa, dạ dày cắt ra rồi xuống đến ruột lại cắt tiếp. Tuy nhiên là khi ống tiêu hóa đã bị tổn thương rồi thì mình phải tự cắt ở phía bên ngoài để làm cho ống tiêu hóa, cái việc làm của nó sẽ trở nên ít đi thì nó mới có khả năng hấp thu được. Hiểu cách đơn giản như vậy. Dạ vâng. Nhưng có một cái nhóm đối tượng mà anh Tư cho rằng là sẽ rất là gặp trở ngại, khó khăn và áp lực trong việc tìm kiếm cái chế độ dinh dưỡng phù hợp cho mình, đấy là nhóm những người thừa cân béo phì. Ở đây thì phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm sẽ có cái lời tư vấn như thế nào cho họ? Vâng, thực tế thì cái người thừa cân béo phì thì đích là chúng ta để giảm cân. Cái gì giảm cân ở đây là chúng ta phải cắt bớt cái năng lượng trong khẩu phần ăn. Năng lượng trong khẩu phần ăn thường dư thừa nó thường ở chất đường bột, các đường loại đường ngọt, rồi bánh kẹo ngọt, thì chúng ta nước ngọt mà chúng ta cắt vào chế độ ăn. Và chế độ ăn người thừa cân béo phì dù thấp năng lượng nhưng chúng ta vẫn phải cung cấp đủ các chất đạm thiết yếu. Chất đạm ở đây ví dụ chất đạm từ thịt cá, trứng, sữa, đậu phụ, đậu đỗ,
thế còn vẫn phải đủ chất béo thiết yếu, bao gồm các cái axit béo thiết yếu như là nhóm omega 3, omega 6, các chất béo như là DHA, EPA cũng vẫn rất là cần cho các cái quá trình hoạt động của cơ thể. Rồi các vitamin khoáng chất vẫn đầy đủ. Và ở đây thì chúng ta ăn nhiều rau và quả chín. Thường những người thừa cân béo phì chúng ta phải ăn khoảng 500g rau xanh một ngày. Thế qua quả chín thì chúng ta cũng ăn các cái quả chín ít ngọt. Thế thì thường cắt giảm năng lượng thì chúng ta cắt giảm năng lượng tùy theo cái mức thừa cân béo phì, thì chúng ta dựa vào cái chỉ số BMI. Thế là cái người chúng ta tính cái BMI bằng cân nặng chia cho chiều cao bình phương, tính theo kilogram và tính theo mét á. Thế thì nếu một người là thừa cân ở mức nhẹ là BMI từ 25 đến dưới 30 thì chúng ta ăn một khẩu phần khoảng 1.500 kilocalo một ngày. Rồi từ trên 30 đến 35 thì là 1.200, rồi 1.000 kilocalo ở những người mà khoảng 35, 40 và trên 40 thì chúng ta ăn cái khẩu phần chỉ có 800 kilocalo một ngày. Và chúng tôi cũng khuyến nghị là những người mà ăn cái khẩu phần năng lượng mà quá thấp là dưới 1.200 kilocalo một ngày thì chúng ta thường kèm theo thiếu vitamin khoáng chất. Thế thường chúng tôi phải khuyến nghị là kê đơn là bổ sung thêm cái chế phẩm đa vi chất dinh dưỡng cho cái người thừa cân béo phì. Và người thừa cân béo phì thì chúng ta nhớ là uống đủ nước uống trong ngày và tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Bởi vì chính cái tập luyện thể dục thể thao ít nhất là 1 tiếng một ngày thì chúng ta tiêu phải khoảng 500 kilocalo, thì kết hợp với giảm năng lượng từ chế độ ăn và giảm năng lượng cho tập luyện, tiêu hao năng lượng cho tập luyện thì chúng ta mới có thể đạt được giảm cân được. Trong cái chế độ dinh dưỡng thì anh kia đặc biệt chú ý đến một cái nội dung mà thỉnh thoảng cũng có được đọc và được nghe các chuyên gia tư vấn, đấy là nhiều đối tượng cần phải chia nhỏ cái bữa ăn trong ngày. Vậy thì với lời khuyên của các chuyên gia ngày hôm nay, anh kia lại thêm thắc mắc một lần nữa rằng như vậy thì chất lượng của những cái bữa ăn á, nó quan trọng hơn hay là cái số lượng tiêm nạp thì nó sẽ quyết định đến cái yếu tố kết quả của hệ miễn dịch đây, thưa chuyên gia? Thực ra thì số lượng cũng quan trọng, như chúng ta ăn đủ năng lượng theo cái nhu cầu của từng người, từng giới, từng mức lao động. Nhưng mà liên quan đến miễn dịch thì đặc biệt chúng ta phải chú ý chất lượng bữa ăn. Chất lượng bữa ăn nó thể hiện ở cung cấp các cái yếu tố cho hình thành các cái chất miễn dịch trong cơ thể. Đấy là đạm, các chất béo thiết yếu, các vitamin, khoáng chất nó tham gia vào quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Thì chúng ta phải đủ các nguyên liệu để cho hệ miễn dịch hoạt động thì mới có thể tạo được các yếu tố miễn dịch cho cơ thể được. Vâng, xin cảm ơn những lời phân tích đầu tiên của cả hai chuyên gia dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với câu hỏi tương tác đầu tiên để mang tới cơ hội nhận được những phần quà của tài trợ, thì xin mời quý vị cùng các chuyên gia sẽ nghỉ giải lao cho ít phút. Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng sản phẩm Herbalife Nutrition. Cho cô xin cái... Từ năm 1980, chất lượng luôn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. Giá trị này khởi nguồn từ các nguyên liệu chất lượng được chăm sóc và thu hoạch bởi những người nông dân có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Sau đó, chúng tôi tiến hành thử nghiệm để xác minh chất lượng và độ tinh khiết của nguyên liệu. Với cam kết luôn mang lại các sản phẩm có chất lượng cao nhất, đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi còn thực hiện các thử nghiệm bổ sung để đảm bảo nguyên liệu đầu vào, giá trị dinh dưỡng và hương vị. Cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm của chúng tôi đã đạt được những chứng nhận quốc tế uy tín. Với cam kết tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, Herbalife Nutrition đã được vinh danh với vị thế là tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu. Hàng triệu người đã chọn chúng tôi để gửi gắm niềm tin về một lối sống lành mạnh hơn, tích cực hơn trong hôm nay, ngày mai và cả tương lai phía trước. Sống.vn. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho câu hỏi tương tác số 1 nhận được phần quà từ tài trợ tập đoàn Herbalife Nutrition. Và quý vị đừng bỏ qua nhé, vì câu hỏi tương tác rất dễ dàng, đơn giản dành quà tặng. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi tương tác số 1 như sau: thế nào là chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý giúp tăng cường sức đề kháng cơ thể? Chúng ta sẽ có 3 đáp án. Đáp án A là ăn đầy đủ hợp lý, cân đối chất bột, đạm, đường, chất béo. Đáp án B, ăn tùy vào nhu cầu cơ thể, thích ăn món nào thì ăn nhiều món đó. Và câu hỏi đáp án C là cả A và B. Quý vị đã có định hình cho đáp án của mình chưa? Và đừng quên, đừng ngại ngần comment trực tiếp trên fanpage của chúng tôi để nhận được phần quà từ nhãn hàng Herbalife Nutrition nhé.
Xin quay trở lại cùng với cả hai chuyên gia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng. Ở trong cái thời điểm nắng nóng thế này thì tình trạng rối loạn tiêu hóa như trong phần phân tích ban đầu của cả hai chuyên gia là rất dễ gặp phải. Vậy thì rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn đường ruột có liên quan thế nào đến chế độ dinh dưỡng? Và từ đó thì nó có một cái sự liên kết ra sao đến cái hệ miễn dịch của cơ thể? Xin hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng. Với rối loạn tiêu hóa, tức là hoặc là tiêu chảy, hoặc táo bón, hoặc là nó gây ra những cái trì trệ cái vận động của đường tiêu hóa, như là đầy bụng, trướng bụng, cảm giác rất là khó chịu, thì dù là triệu chứng nó thể hiện như thế nào chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu. Và khi mà hấp thu các chất dinh dưỡng không được thì đương nhiên là cũng sẽ không tạo ra được các cái enzyme miễn dịch, không tạo ra được các cái hệ thống bổ thể, thậm chí là một cái nữa đó là các cái men tiêu hóa cũng sẽ rất là kém. Và nếu như kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến cái hàng rào của biểu mô bề mặt của niêm mạc ruột, nó sẽ gây ra những cái rối loạn các cái vi khuẩn trí ở trong ruột, ảnh hưởng lớp chất nhầy ở trên bề mặt niêm mạc và gây tổn thương cái lớp tế bào biểu mô bề mặt, và rồi dẫn đến những cái ổ loét. Thì đối với trong cái giai đoạn mà nắng nóng như thế này thì các cái yếu tố nó có thể dẫn đến những cái rối loạn như chị Lâm phân tích, đó là một đó là tại cái thức ăn, như thức ăn nó rất dễ hỏng vào trong những cái dịp nắng nóng, tự thức ăn nó trở nên hỏng, nó không còn cái khả năng giữ các cái chất dinh dưỡng cần thiết nữa, và đương nhiên khi nó hỏng rồi thì trong cái thức ăn đấy nó lại hình thành các cái độc tố, và nếu như mình ăn những thức ăn đấy thì đương nhiên là nó lại gây ra tình trạng nhiễm độc. Và khi thức ăn bị hỏng như thế thì còn có một cái vấn đề nữa nảy sinh, đó là vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở. Và khi vi khuẩn rồi nấm men sinh sôi nảy nở mà mình ăn vào thì nó sẽ cạnh tranh cái vị trí bám dính với các cái vi khuẩn có lợi ở trên bề mặt niêm mạc ruột. Thì những cái vi khuẩn có hại mà bám vào được thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương viêm, tổn thương loét. Rồi chế độ ăn mùa hè thì còn có một vấn đề nữa, đó là uống rất là nhiều và sử dụng rất là nhiều những cái đồ uống có ga, có đường nhiều và có đá. Thì đó là một trong những cái vấn đề cũng lại mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đá cũng có thể có những cái vi khuẩn trong đó, thì khi mình sử dụng nó cũng làm giúp cho cái hệ thống vi khuẩn có hại lại sinh sôi nảy nở trong đường ruột, làm cho những cái rối loạn của hệ tiêu hóa, rối loạn cả hấp thu, rối loạn cả vận động của đường tiêu hóa sẽ tăng lên, và lúc đó cái khả năng hấp thu các cái chất dinh dưỡng là sẽ không đạt được nữa. Vâng. Có lẽ là không xa lạ gì với việc là người Việt Nam chúng ta thường có một cái thói quen, ví dụ đồ ăn hôm nay chưa hết đúng không ạ, là cất hộp cho tủ lạnh để hôm sau ăn lại. Nhưng tuy nhiên thì thưa quý vị, rất nhiều loại thực phẩm, các món ăn mà nếu để qua đêm nó sẽ tạo thành những cái nguy cơ tiềm ẩn bệnh tật cho chúng ta. Và ngoài những cái việc như là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng vừa nhắc tới, như là ăn đồ ăn không đảm bảo bị hỏng, hay là uống với những cái chất nạc vào người mà nó cũng sẽ dễ dàng gây ra hay là mang đến những cái vi khuẩn cho cơ thể, thì còn những cái loại thực phẩm nào mà nếu chúng ta ăn nhiều nó có thể gây đến cái hệ quả là rối loạn tiêu hóa, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm? Thực ra thì nếu mà ăn nhiều thì chúng ta biết rằng với những cái người mà thường, ví dụ ngay cả đơn giản những người mà ít uống sữa thôi, thì bây giờ tự dưng mình uống rất là hôm nay cảm giác khát nước quá, và sữa để tủ lạnh lại rất là ngon, thì mình có khi uống nhiều lần, và ví dụ uống nhiều 3-4 lần, mỗi lần một cái cốc 200ml chẳng hạn, thì nó gọi là nó quá tải đối với cái đường lactose có trong sữa ấy. Cái đường lactose có trong sữa nó rất là nhiều, và cái người uống thường uống ít thì cũng bị rối loạn tiêu hóa. Đấy là cái rồi tôi thấy rằng những cái thực phẩm, nhất là mùa hè này, mình nhất là những cái hải sản, chúng ta mà ăn mà chúng ta không đảm bảo hải sản sạch, cái chế biến không đảm bảo chín, thì chúng ta thấy nguy cơ rối loạn tiêu hóa cũng nhiều. Rồi nhiều bạn trẻ thì chúng ta thấy là, tôi quan sát thì có khi ăn lẩu, chúng ta ăn lẩu hải sản, rồi chúng ta ăn thêm rau, nhưng nhiều khi các bạn cho rau vào nó chưa kịp chín, nhất là những cái rau mà Việt Nam cho là mát, ví dụ rau mùng tơi chẳng hạn, hay là ngay cả rau muống cũng vậy, chúng ta cho vào nó chưa kịp chín chúng ta đã ăn, và ăn những cái rau mát như là mùng tơi lại kết hợp với hải sản, mà có khi nguy cơ là cũng chưa đảm bảo an toàn, khi dễ rối loạn tiêu hóa, nhất là
và mùa hè mà chúng ta lại hay ăn nẩu, thì chúng tôi cũng đã gặp có những bạn đi liên hoan về thì có khi cả nhóm bị rối loạn tiêu hóa, thì cứ hỏi ra là khẩu phần đấy là do mình ăn ăn hải sản mà lại ăn thêm rau. Có khi các bạn trẻ nhiều khi cái đũa nữa, tôi nghĩ là nhiều khi cái đũa rất là đơn giản, các bạn gắp thực phẩm sống xong chúng ta lại gắp thực phẩm chín mà nó chưa, cái đũa nó không đảm bảo thì chúng ta cũng đau bụng ạ. Anh cứ nhớ là còn có một cái thói quen là ăn hải sản xong mà ăn các loại quả có nhiều vitamin A đúng không ạ? Là nó cũng gây vitamin C. Vitamin C là dễ là gây là đối đầu với nhau và cũng dẫn tới những vấn đề tăng nhu động ruột. Dạ. Và xin tiếp tục hỏi phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm rằng với người cao tuổi, những người đã có sẵn những cái bệnh lý nền trong cơ thể của họ, thì cái chế độ dinh dưỡng trong thời điểm mùa hè này chúng ta lại càng cần có thêm những sự lưu tâm nào? Vâng, với người có tuổi thì đúng là chế độ ăn chúng ta thấy cũng quan trọng, rất là quan trọng, bởi vì người cao tuổi thì đường là cũng đã chán ăn rồi, mệt mỏi ăn ít rồi, và thường khẩu phần có khi không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng, thì chúng ta cũng ít nhất dù bị bệnh gì chúng ta vẫn phải ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho bản thân, là không bị thiếu chất dinh dưỡng, không bị thiếu đạm, thiếu axit béo thiết yếu, không bị thiếu các vitamin khoáng chất. Nhưng mà nếu có các bệnh nền, ví dụ như là bị bệnh đái tháo đường chẳng hạn, thì lại phải ăn theo hướng dù đủ chất nhưng vẫn phải lựa chọn thực phẩm trong bệnh đái tháo đường. Ví dụ như cái người bị đái tháo đường thì chúng ta biết rằng là ăn vẫn phải đủ nhu cầu dinh dưỡng, nhưng ăn thế nào để mà đường máu lại không tăng cao sau ăn mà lại không hạ khi xa bữa ăn, rồi ăn để mà lại còn lành mạnh để giúp dự phòng các cái vấn đề biến chứng ở bệnh tiểu đường như là tăng huyết áp, mỡ máu cao rất là quan trọng. Và người bị bệnh đái tháo đường thì tôi khuyên là chúng ta phải chọn, ví dụ gạo chúng ta ăn là ăn gạo lứt và gạo lật nảy mầm, và nó phải chiếm đến 2/3 cái số gạo chúng ta ăn, thì chính những cái gạo này nó có nhiều chất xơ hòa tan, nó giúp cho cái đường máu không tăng cao sau bữa ăn. Rồi chúng ta cũng phải thay đổi các cái loại đạm, và chúng ta chọn loại đạm mà ít các chất béo bão hòa kèm theo. Ví dụ chúng ta ăn thì ăn thịt nạc này, ăn da cầm thì chúng ta bỏ ra, hay ăn cá, ăn đậu phụ, rồi chúng ta ăn quả chín thì chúng ta lại chọn các quả chín ít ngọt, ví dụ như quả lê, thanh năm, quả roi thì nó ít ngọt hơn là quả chuối hay quả xoài. Mặc dù chúng ta vẫn ăn được quả kia nhưng mà ăn phải có giới hạn, và quả chín thì phải ăn ở dạng miếng, chúng ta đừng có xay sinh tố, bởi vì xay sinh tố thì lại làm cho hấp thu nhanh thì lại đường máu nó lại lên cao đó. Và vấn đề chia nhỏ bữa ăn cũng rất là quan trọng. Chia nhỏ có thể ăn 5-6 bữa một ngày. Thế thì nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng mà ngoài những 3 bữa chính như gia đình, nhưng mà chúng ta ăn nhiều rau xanh hơn, chúng ta ăn khoảng 400-500 gram rau xanh. Thế còn những bữa phụ thì các bạn cũng phải ăn, ví dụ có thể là bắp ngô luộc, có thể là củ khoai, cũng có thể là được quả táo, hoặc là bạn nào có điều kiện, ai có điều kiện thì lại phải uống thêm hay ăn thêm các cái chế phẩm mà chuyên biệt cho bệnh nhân tiểu đường, thì tôi nghĩ là điều đấy là tốt ạ. Vâng. Vâng. Hoặc là ai có tăng huyết áp thì phải là ăn nhạt, ăn nhiều rau xanh quả chín, rồi mỡ máu cao kèm theo thì lại phải ăn để điều trị cái tình trạng mỡ máu cao đấy. Vâng. Chúng ta đã hỏi những câu hỏi dành cho người cao tuổi này, người có bệnh lý nền này. Nhưng tuy nhiên thì có một nhóm đối tượng đó chính là cái độ tuổi lao động. Thực ra thì thú thật với cả hai chuyên gia cũng như là quý vị khán giả, chắc chắn là nhiều người có một cái tâm thế như anh Thư, rất là chủ quan vì nghĩ là mình còn trẻ này, xong mình lại đang cũng có nhiều thông tin tiếp nạp để mà mình cảm thấy tự tin về chế độ dinh dưỡng của mình, mặc dù nhiều lúc mình biết là mình đang sinh hoạt hơi phi khoa học, làm việc thì bận rộn, áp lực, stress. Nhiều lúc nói thật với các chuyên gia, ăn thì không ăn được ạ, mà thời gian thì lúc nào cũng gấp rút. Tôi nghĩ các anh, trừ cái thời điểm mà đang dịch bệnh như thế này thì có khi là ít tụ tập, chứ nếu không là về lại hẹn nhau ra quán xá suốt ngày, đúng không ạ? Vậy thì với những người mà vì cái nhịp sống nó như vậy, nó tạo nên một cái thói quen ăn uống sinh hoạt như thế, với những cái nguy cơ rất là lâu dài, thì xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng rằng cần có những cái biện pháp hỗ trợ nào trong việc tập luyện chẳng hạn, và trong cả cái thói quen ấy, mà nếu chúng ta vì nhịp sống chúng ta phải duy trì, nhưng mà hạn chế ra sao để có thể giữ được một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, và từ đó thì dinh dưỡng cho cơ thể và hệ miễn dịch nó cũng sẽ được duy trì ổn định lâu dài hơn.
Rõ ràng là đối với cái câu hỏi của anh Thư đưa ra thì thấy là cái câu trả lời là có thể có ngay lập tức. Rõ ràng là nguyên nhân có đấy thì đương nhiên là việc chỉ việc vâng, chỉ việc khắc phục nguyên nhân thôi. Tuy nhiên là rõ ràng là với cái nhịp sống hiện tại thì nó rất là hối hả như vậy thì sự thay đổi nó sẽ trở nên hết sức là khó khăn. Tuy nhiên là dù gì thì nếu như không thay đổi được thì sẽ gây bệnh. Vấn đề là một cái phản xạ có điều kiện đã được hình thành trong suốt cả cuộc đời rồi, đến bữa ăn mà không chịu ăn thì những cái men tiêu hóa vẫn cứ bài tiết ra, và khi bài tiết ra nhưng lại không có thức ăn để trung hòa nó thì những cái men tiêu hóa đấy, những cái dịch tiêu hóa đấy nó sẽ tác động thẳng lên bề mặt niêm mạc và nó sẽ gây tổn thương ở trên bề mặt niêm mạc. Cho nên gì thì gì phải tìm cách khắc phục. Thì rõ ràng với cái hiện nay thì thấy rõ ràng là có rất là nhiều những cái loại thức ăn mà mình có thể ăn sẵn rất là nhanh, như là những cái sản phẩm, những cái bột ngũ cốc gì mình pha ra thì cũng chỉ mất có đâu có vài phút thôi thì cũng đã có thể xong một bữa rồi. Cho nên là trong lúc chờ đợi một cái bữa ăn chính thì mình vẫn phải chuẩn bị để cho ống tiêu hóa vẫn có những cái thức ăn để nó có thể trung hòa bớt những cái men tiêu hóa được bài tiết ra bằng những cái sản phẩm đã được làm sẵn, như là những cái bột ngũ cốc, những cái sản phẩm sữa đóng gói sẵn thì hoàn toàn vẫn có thể sử dụng được ạ. Thế còn chế độ tập luyện thì sao? Vâng, chế độ tập luyện thì đúng là phải tập luyện. Vâng, thì khi mà tập luyện thì những cái thay đổi về chế độ ăn uống, chế độ sinh hoạt, đặc biệt là chế độ ăn uống thì nó đóng góp 60 đến 80% những cái thay đổi về hình thể như là béo hay gầy. Thì 60 đến 80% là do chế độ dinh dưỡng gây ra. Còn lại là vấn đề của tập luyện. Thì khi tập luyện nó sẽ, nếu như ăn quá nhiều thì tập luyện sẽ đốt cháy những cái phần calo sẽ bị ăn thừa ra. Nếu không thì những calo đấy nó sẽ bị biến thành mỡ và lại tích tụ lại ở trong cơ thể. Cho nên việc tập luyện là sẽ bắt buộc. Và khi tập luyện như vậy thì nó cũng làm cho cái vận động của đường tiêu hóa nó có thể có được những cái sự thông thoáng của đường tiêu hóa. Còn nếu như không tập luyện, cứ ngồi ì một chỗ thì cái ống tiêu hóa nó cũng đờ ra. Có những cái vấn đề sức khỏe rồi, hình thể hình thức mình cũng đang không được như mong muốn rồi, nhưng bảo tập thì cũng lười lắm, nên là làm sao để mà cân bằng được cũng là một điều rất quan trọng thưa quý vị. Bây giờ đây thì anh Thư sẽ quay trở lại phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ, và muốn nhắc đến một nhóm những người mà đang có bệnh lý ung thư về đường tiêu hóa. Thì xin hỏi chuyên gia rằng là với những bệnh nhân ung thư thì cái chế độ dinh dưỡng của họ lại càng cần có cái sự khác biệt hay lưu ý nào không? Vâng, với bệnh nhân ung thư thực sự thì chế độ ăn của bệnh nhân ung thư chúng ta phải xác định đấy là một chế độ ăn bồi dưỡng hơn như bình thường. Bởi vì người ung thư thì chúng ta biết rằng lại hay bị chán ăn, rồi tác dụng của xạ trị, hóa trị nó làm cho cái đường tiêu hóa cũng hoạt động không khỏe mạnh. Nhưng mà tôi lại thấy nhiều cái sai lầm ở bệnh nhân ung thư đấy lại là ăn ít, ăn kiêng, rồi nhiều người lại chuyển sang ăn chay, thì nó làm cho cơ thể chúng ta thiếu chất dinh dưỡng. Cho nên chúng ta vẫn phải xác định là dù chán ăn, biếng ăn thì chúng ta chia nhỏ bữa ăn và cũng chế biến ở những cái giai đoạn ngay sau xạ trị thì chúng ta phải chế biến ăn nó phù hợp hơn. Ví dụ có thể là ăn mềm, ăn lỏng, rồi chúng ta cũng sử dụng thêm các cái chế phẩm chế biến sẵn, ví dụ những cái sản phẩm cao năng lượng hay là những cái sữa cho bệnh nhân ung thư. Thế thì ngoài những cái bữa chính chúng ta cũng, những bữa phụ chúng ta có thể uống ngày 2-3 lần, chúng ta uống các cái sản phẩm chế biến sẵn hoặc là sữa cho bệnh nhân ung thư. Thực ra là nếu có điều kiện mình uống thì rất là tốt. Và mọi người cứ kiêng thịt rất là nhiều, thực ra là không đúng. Chúng ta vẫn ăn thay đổi thịt cá, rồi trứng sữa chúng ta ăn thường xuyên, rồi cũng ăn nhiều rau xanh, quả chín, cũng ăn đa dạng thực phẩm. Và cái người ung thư thì cái đặc biệt là cái do tác dụng của xạ trị, hóa trị thì cái đường tiêu hóa cũng không khỏe mạnh, thì thường chúng ta cũng vẫn phải bổ sung thêm các cái chế phẩm như là các cái lợi khuẩn probiotic để giúp cho cái đường tiêu hóa nó phục hồi được tốt hơn, để ăn ngon miệng hơn. Và thường chúng ta cũng bổ sung thêm cái đa vi chất dinh dưỡng, trong đấy có kẽm, nó cũng giúp cho cái đường niêm mạc tiêu hóa nó phục hồi được tốt hơn ạ. Tôi bổ sung một chút, đối với bệnh nhân ung thư thì rõ ràng là cái tổ chức ung thư là tổ chức mà tiêu hao nhiều năng lượng nhất trong cơ thể, và cái tốc độ tiêu hao năng lượng ở bệnh nhân ung thư đối với khối ung thư nó sẽ rất là cao, cho nên càng phải bổ sung nhiều năng lượng.
Chứ cái quan niệm hiện tại khá là nhiều người áp dụng đó là không cho nó ăn nữa thì tổ chức ung thư nó sẽ không lớn. Nhưng không phải như vậy. Khi không ăn nữa thì tổ chức ung thư nó vẫn lớn và nó sẽ lấy những cái chất dinh dưỡng của trong cơ thể. Cho nên là khi mà chữa được bệnh nhân để giảm được cái cấp độ mà áp dụng được các cái phương pháp điều trị khác thì nếu như bệnh nhân mà suy kiệt thì sẽ không được áp dụng những cái phương pháp điều trị, ví dụ như mổ chẳng hạn, mà trên một người mà BMI tụt xuống còn 16 thì lúc đó cái khả năng phẫu thuật không có thành công nữa. Dạ. Vâng. Tôi muốn tranh thủ trong câu hỏi này chia sẻ một cái trường hợp mà thực tế anh Thư đã được biết, cũng là một bác sĩ khi phát hiện là mình bị ung thư gan cách đây 13 năm. Thì anh ấy cũng nói rằng là ban đầu anh cũng hoang mang lắm, và sau đấy thì anh có tìm hiểu thông tin thì mới biết rằng những cái lời khuyên ngày hôm nay của chuyên gia nó đã có từ khá lâu rồi. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta đọc thông tin trên mạng thì chúng ta thường bị rối, vì mỗi một thông tin lại đưa đến một cái chiều hướng khác nhau. Chắc là các chuyên gia cũng như là quý vị khán giả cũng đã nghe về một cái thói quen gần đây của chị em phụ nữ, đấy là detox thanh lọc cơ thể, đúng không ạ? Từ ăn uống rồi là tức là duy trì một cái chế độ hàng ngày uống những cái loại nước ép hoa quả hay là những cái loại thực phẩm gì đấy, họ cho rằng là có thể thanh lọc được những cái phần độc tố trong cơ thể ra. Xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng rằng là cái câu chuyện của detox nó có thực sự mang lại những cái hiệu quả như là chúng ta vẫn đang suy nghĩ không ạ? Detox đúng là một trong những cái trào lưu hiện tại, thấy khá là nhiều người áp dụng, đặc biệt là vào buổi sáng thì thấy không có ăn uống gì cả, làm một cốc nước detox xong rồi sau đó mới lại làm gì thì làm. Thì lúc đó là cái dạ dày nó đang trống, cho nên nếu như uống nước như vậy thì nó sẽ làm cho tác động lên cái bề mặt niêm mạc và rất dễ gây ra những cái loét. Ví dụ như là với bệnh nhân soi đại tràng chẳng hạn, thì chúng tôi rất hay áp dụng một cái biện pháp, đó là uống những cái loại thuốc để làm sạch đại tràng. Và sau khi uống xong, bệnh nhân sẽ phải uống 3 lít nước nữa. Họ sẽ đi ngoài rất là nhiều lần, đến hàng chục lần. Lúc đó đại tràng mới sạch, thì chúng tôi mới có thể tiến hành được cái nội soi đại tràng, mới có thể nhìn được. Tuy nhiên sau khi soi đại tràng xong thì khá nhiều bệnh nhân cảm thấy tuyệt vời. Tại vì lúc đó bụng nó thấy rỗng hoàn toàn. Đấy là lại mong muốn lại áp dụng lại một cái lộ trình như thế nữa. Nó cũng không khác gì cái kiểu detox cả. Tuy nhiên đối với những thuốc để chuẩn bị cho đại tràng như thế, chúng tôi không có khuyên. Ngay cả detox chúng tôi cũng không có khuyên. Tại sao? Nếu như uống lại như thế thì những cái nguy cơ gây ra suy thận nó sẽ rất là lớn. Cho nên thậm chí là tổn thương ở trên bề mặt niêm mạc đường tiêu hóa, đặc biệt là đối với dạ dày. Cho nên nếu như detox uống những cái nước ép hoa quả được, nhưng phải uống sau ăn. Tôi nghe những cái chương trình detox mà nó thành khóa học ở trên mạng, không biết là chị em có lưu ý không, là buổi sáng ngủ dậy chưa ăn cái gì uống một chai nước chanh pha mật ong gì đấy để làm cho da dẻ đẹp rồi dáng giữ gìn dáng eo thon. Và chị em cũng còn áp dụng thêm một cái thói quen ăn uống nữa, thưa hai chuyên gia, đấy là cắt giảm tinh bột. Lúc nãy thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm cũng có nói đến cái vấn đề là nếu mà chúng ta muốn duy trì một cái cơ thể theo là theo cái chuẩn chỉ của phái đẹp, không tăng cân béo phì, thì cắt giảm tinh bột. Nhưng nhiều chị em thì gần như là cắt hết tinh bột, tức là chỉ ăn rau củ và chất đạm thôi. Thì với những người duy trì cái thói quen ăn uống lâu ngày như vậy thì nó sẽ dẫn tới những cái nguy cơ nào, thưa phó giáo sư tiến sĩ? Vâng, trước hết thì chúng ta phải nói rằng chúng ta chỉ giảm tinh bột ở cái người thừa cân béo phì, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cắt hết, mà tinh bột nó vẫn phải đảm bảo ở cái cơ cấu khẩu phần thường là ít nhất là 40-65% năng lượng khẩu phần từ chất bột đường. Thế thì chúng ta chỉ có đừng ăn dư thừa nhưng vẫn phải ăn đủ. Và các cái khuyến nghị hiện nay thì như của Hội Đái Tháo Đường Mỹ hay của ngay cả của Viện Y khoa Mỹ thì người ta khuyến nghị là dù chúng ta giảm đường bột nhưng không được thấp hơn 130g đường bột mỗi ngày. Bởi vì nếu mà thiếu đường bột thì chúng ta thấy rằng nó không đảm bảo cho cung cấp gluco cho tế bào não và các cái chuyển hóa bình thường trong cơ thể. Và nhiều em mà sau cái thời gian tôi thấy các em, các cháu nó cắt giảm tinh bột quá, nó bảo sao dạo này tôi suy giảm trí nhớ. Dạo này thấy cứ nắm lúc không tập trung suy nghĩ, không suy giảm trí nhớ. Đấy là bảo đấy hậu quả của cái cắt giảm tinh bột trong chế độ ăn. Tức là chúng ta có cắt giảm ở khi béo phì nhưng mà không được cắt thấp hơn 130g
glucid mỗi ngày, mà chúng ta biết rằng ví dụ chúng ta ăn 100g gạo chỉ cung cấp có 75g chất đường bột thôi đấy nhá. Thế còn chúng ta ví dụ ăn mì, ăn bánh mì trong đây cũng có chất bột đường, thì chúng ta phải ước tính là không được quá thấp. Mà và hiện nay thì nhiều bạn đúng là chỉ ăn thịt, ăn rau, không có ăn tinh bột, như vậy nữa là không đúng ạ. Vâng. Tôi có những người bạn đã duy trì thói quen đấy đến cả năm nay rồi ạ. Mà không kể là mình ăn thừa đạm nhé. Thừa đạm thì vấn đề tăng gánh nặng cho thận, có thể tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Không kể bạn ăn thịt nhiều, axit uric máu tăng, ăn thịt nhiều rồi mỡ máu cũng tăng. Đấy, chúng ta phải xem lại, và các bạn phải xét nghiệm lại máu, đường máu, mỡ máu xem mình có vấn đề gì không nữa đấy. Vâng. Thế còn với những người mà bị mắc những cái vấn đề về rối loạn tiêu hóa và thậm chí là ngộ độc thực phẩm, thì xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng rằng khi mà ở trong cái tình trạng đấy thì cái hướng xử trí của chúng ta nên như thế nào, nhất là với trẻ em? Đối với những trường hợp mà rối loạn tiêu hóa, nhất là do ngộ độc thực phẩm, thì đương nhiên là sẽ phải tránh những loại thực phẩm mà nó gây ra những cái rối loạn tiêu hóa đấy. Vấn đề thứ hai nữa là phải giúp cho cái hệ tiêu hóa nó trở nên khỏe mạnh trở lại, nó không còn có những cái rối loạn tiêu hóa nữa. Cho nên thường thì sẽ phải có một cái chế độ dinh dưỡng, đó là cái khả năng hấp thu nó phải rất là tốt, rất là nhanh, thì nó mới tránh được những cái việc mà ăn vào xong không kịp hấp thu thì đã lại đi ra ngoài mất. Cho nên thường khẩu phần ăn sẽ là những cái cách chế biến sẽ là những cái loại mà đã được băm nhỏ ra nấu kỹ, thì cái khả năng hấp thu nó mới tốt hơn, và đặc biệt đối với trẻ em. Ngoài ra thì cũng sẽ phải bù rất là đủ vitamin và khoáng chất, thì lúc đó mới giúp cho một cái hệ tiêu hóa nó khỏe mạnh và cân đối được. Và đối với một cái rối loạn tiêu hóa thì rất có thể sẽ phải dùng thêm cả những cái kháng sinh nữa, thì khi đó sẽ gây ra những cái rối loạn cái hệ thống vi khuẩn ở trong ruột, và cái hệ thống vi khuẩn có lợi sẽ bị tiêu diệt bớt, thì lúc đó nó sẽ gây ra những cái rối loạn của hệ miễn dịch, cho nên là sẽ phải bù thêm cả những cái sản phẩm probiotic nữa, những vi khuẩn có lợi. Protein là một phần không thể thiếu được của cơ thể chúng ta trong mỗi một ngày. Nhưng mà tuy nhiên thì một lần nữa xin nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm có thể cho chúng tôi một cái con số cụ thể về cái lượng protein nên tiết nạp ở từng cái lứa tuổi. Ví dụ như tuổi đang lao động thì bao nhiêu, trẻ em thì bao nhiêu, và người già thì bao nhiêu là phù hợp nhất. Chắc là cái thông tin này thì quý vị khán giả ghi lại để chúng ta có một cái nốt. Không, thực ra thì theo khuyến nghị thực nhà có thể là tính theo gam trên kg trọng lượng cơ thể, hoặc người ta tính theo cơ cấu khẩu phần theo mức năng lượng. Thế thì bình thường là chúng ta cần trung bình là 1 đến 1,2 gam protein cho kg trọng lượng cơ thể, là kg lý tưởng đấy. Cân nặng lý tưởng nên có, chứ không phải cái người béo đạm có thể là lên cao hơn 1,5 thậm chí đến khoảng 2 gram protein cho 1kg trọng lượng cơ thể. Nhưng mà các bạn chú ý, nhiều khi độc giả chúng ta quan niệm thịt là đạm là chưa đúng, mà ví dụ 100g thịt, ngay cả thịt thăn hay thịt gà thôi, chỉ cung cấp 16-18 gram protein hay 18 gram chất đạm cho 1kg trọng lượng cơ thể. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể tính theo cơ cấu khẩu phần. Ví dụ như hiện nay thì như theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì protein trong cơ thể là chiếm 13, trong cơ cấu khẩu phần nên từ 13 đến 20% năng lượng khẩu phần từ protein. Tức là 1 gram protein thì chúng ta cho 4 kcal, và chúng ta tính để nó chiếm được khoảng 13 đến 20%. Nhưng gần đây thì các cái tổ chức như Hội Y khoa, Hội Viện Y khoa của Mỹ, hay Hội Dinh dưỡng Lâm sàng của Mỹ, hay Hội Đái tháo đường của Mỹ thì cũng đã khuyến nghị cái protein nó tăng lên là từ, có thể dao động từ 10 đến 30% năng lượng khẩu phần. Tức là với những đối tượng đặc biệt là những người gầy muốn tăng cân, hay những người thừa cân béo phì muốn giảm cân, thì cái protein có thể cao hơn, chiếm đến 30% năng lượng khẩu phần. Thực chất ra thì quý vị thấy không ạ, rõ ràng câu chuyện của một bữa ăn, của một cái chế độ dinh dưỡng, nó cũng có rất nhiều vấn đề xoay quanh nó. Và đôi khi thì chúng ta có thể biết, chúng ta có thể làm theo, nhưng vẫn sẽ có những thời điểm mà chúng ta tự cho cơ thể của mình một cái sự tự do, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cũng phải cái gì mà cứ theo đúng khuôn khổ, nhiều lúc cũng thấy mệt mệt. Xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng rằng nếu như chúng ta hiểu biết rồi, chúng ta áp dụng cái chế độ dinh dưỡng phù hợp lành mạnh rồi, nhưng đôi lúc là cho mình một cái sự tự do thoải mái hơn, thì cái sự duy trì ấy nó chỉ nên giới hạn trong bao lâu? Ví dụ như một bữa chúng ta hơi quá đà một tí, hay là quá đà được
được khoảng bao nhiêu lâu thì nó sẽ gây tác hại trực tiếp đến cái hệ tiêu hóa mà chúng ta đang có một cái ý thức rõ ràng rồi. Vâng, đúng là như vậy ạ. Thực sự là cái vấn đề này anh Thư đặt vấn đề hết sức là hay. Một chế độ dinh dưỡng hết sức là nghiêm ngặt, một cái ngồi vào mâm cơm thấy lúc nào cũng là khẩu phần là thì đương nhiên là nó sẽ không có được cái cảm giác ngon miệng. Và khi không có được cái cảm giác ngon miệng thì là cái việc bài tiết các men tiêu hóa cũng sẽ rất là kém. Cho nên gì thì gì phải làm sao phải có được cái cảm giác ngon miệng. Cho nên cái cảm giác ngon miệng nó sẽ chỉ đến được nếu như là mình cảm thấy thích cái gì thì lúc đó mới có thể bài tiết được các men tiêu hóa. Cho nên là nếu như trong những trường hợp mà cảm thấy thích, muốn ăn thì hoàn toàn có thể áp dụng được. Tuy nhiên thường ấy thì mình chỉ nên áp dụng nó trong khoảng độ 20-30%. Vâng. Chứ còn cái lúc nào 100% chằn chặn mệt lắm. Dạ. Ví dụ như tối nay tôi tin chắc là rất nhiều chị em sẽ ăn sau 18 giờ 30 phút bởi vì còn có một trận bóng đá đúng không ạ? Hôm trước còn thức đêm, rất nhiều chị em thức đêm để ấp tút cổ vũ đội tuyển Việt Nam đúng không ạ? Thì những cái lúc đấy cho mình tự do một chút thì cũng không sao, chứ ngày nào cũng gọi là vào bữa là ăn đúng giờ này, ăn đủ lượng rau như thế nào, đủ thịt ra sao, cơm thế nào thì đúng là không khác gì một cái máy thì cũng rất là mệt mỏi. Và xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm rằng là với cái sự lưu tâm như thế về chế độ và cái sự tự do một chút của mình, của mỗi một người thì chúng ta sẽ còn cần thêm những cái, tức là sau khi mà chúng ta cho cơ thể tự do như thế thì khi chúng ta quay trở lại thì chúng ta có cần phải bắt nhịp trở lại với đúng cái chế độ dinh dưỡng như thế hay cũng có thể xê dịch đi phần nào? Không, tôi nghĩ rằng cũng có thể chờ sau bữa liên hoan hoặc chúng ta vui miệng chúng ta ăn thì mình cũng phải nghĩ là hôm nay chưa, bữa trưa nay mình ăn nhiều đạm quá mà lại ít rau chẳng hạn, thì chúng ta phải tăng cường rau lên. Bữa tối chúng ta có thể bớt đạm, chúng ta thêm rau đi. Và hôm nay mình cũng vui miệng, mình cảm giác buổi trưa mình ăn hơi bị nhiều thì mình lại bớt cả cơm đi để cho nó bù trừ, để tổng cái năng lượng khẩu phần trong ngày là mình không quá dư thừa, hay là tổng lượng chất đạm trong ngày là đừng có quá dư thừa, thì chúng ta có thể có ý thức chúng ta điều chỉnh. Hay tôi quan sát là nhiều bạn trẻ chúng ta công việc cũng bận rộn thì nhiều khi chúng ta cũng gọi cơm, gọi mì ở ngoài ăn ấy, hoặc là mang cơm đi. Thế thì tôi quan sát những cái bữa ăn ở ngoài thì thường là có cơm đấy, có đạm cũng đủ đó, nhưng mà thiếu gì, thiếu rau xanh cũng quả chín. Thế thì khuyên các bạn là dù chúng ta bận rộn thì ở nhà cũng sẵn quả chín, chúng ta đi làm chúng ta cầm thêm quả cam, quả táo, quả xoài gì buổi trưa chúng ta ăn thêm, như vậy là chúng ta đã bù trừ được đủ cái lượng rau. Thời công bố vị khán giả may mắn nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Xin phép được đọc lại câu hỏi tương tác số 1 mà chúng tôi đã đưa ra thưa quý vị. Thế nào là chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý giúp tăng cường sức đề kháng? Đáp án A chúng tôi đưa ra là ăn đầy đủ hợp lý, cân đối chất bột, đạm, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất, uống nước đầy đủ. Đáp án B là ăn tùy vào nhu cầu cơ thể, thích ăn món nào ăn nhiều món đó. Và đáp án C là cả A và B. Vâng, đáp án đúng chắc là quý vị đã nói rồi đúng không ạ? Đáp án A nhé. Còn nếu mà thỉnh thoảng thay đổi như đáp án B thì được, chứ nếu mà chúng ta thường xuyên như thế thì nguy cơ rất là nhiều. Xin được chúc mừng khán giả đã giành được phần quà cho câu hỏi tương tác đầu tiên, đó là khán giả chị Ngọc Minh Trí. Chúng tôi cũng cảm ơn các khán giả khác đã rất là nhanh tay comment trả lời câu hỏi. Tuy nhiên thì phần quà thì sẽ chỉ có giới hạn mà thôi, và đây là một cái sự may mắn đầu tháng chúng tôi mang đến. Quý vị hãy tiếp tục đến với câu hỏi tương tác số 2 ạ. Cách áp dụng kiểm soát cân nặng an toàn là A. Cung cấp dinh dưỡng không chất béo giúp cơ thể không thiếu hụt dưỡng chất. B. Bổ sung vitamin đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. C. Kiểm soát cơn đói, giải phóng mỡ dự trữ và tập thể dục. D là tất cả đáp án trên. Vâng, chúng ta sẽ lại có 4 đáp án dành cho câu hỏi số 2. Và quý vị đừng bỏ lỡ việc comment trả lời đáp án mà quý vị cho là đúng để nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Trong phần thứ hai thì chúng tôi sẽ mang đến những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi trực tiếp đến báo điện tử sức khỏe đời sống.vn. Câu hỏi đầu tiên của một vị khán giả tên là Đào Thị Hoa ở Hải Dương hỏi như sau ạ. Mẹ tôi bị đái tháo đường type 2, bà vẫn ăn kiêng, dùng thuốc đầy đủ, nhưng gần đây nắng nóng nên là ăn không ngon, ngủ ít, uống nhiều nước nên là mẹ tôi rất mệt. Vậy xin hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường trong trường hợp của mẹ tôi nên áp dụng là gì? Vâng, như vậy là bác bị bệnh đái tháo đường thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải thực hiện cái nguyên tắc của chế độ ăn cho bệnh nhân đái tháo đường.
tức là vẫn cung cấp đủ chất dinh dưỡng nhưng mà cách lựa chọn thực phẩm và cách chế biến là khác nhau. Ví dụ giống như là chúng ta vẫn ăn, có thể ăn cơm, ăn bánh mì, nhưng mà chúng ta ăn là ăn gạo lứt, ăn bánh mì đen. Như vậy thì cái đường máu nó cũng ổn định hơn, và ăn thêm rau xanh, quả chín. Trong cái trường hợp là mùa hè thì chúng ta cũng có thể linh hoạt, ví dụ không ăn cơm thì chúng ta cũng có thể nấu mì, mình chọn cái mì bánh đa là bánh đa đen chẳng hạn, thì nó cũng là có cái từ gạo lứt, nó cũng là chất xơ, thì chúng ta nhớ cho rau xanh vào. Ví dụ mỗi bữa ăn như bệnh nhân đài tháo đường là có thể cắt nhỏ lên khoảng 150 đến 200 gram rau cho một bữa ăn, thì chính cái điều này nó giúp cho cái đường máu cũng không tăng cao sau ăn. Hay bạn mùa hè khó ăn thì cũng có thể ăn cháo. Nhưng mà chúng ta nấu cháo thì chúng ta không phải nấu bình thường, mà chúng ta cho thêm ví dụ hạt sen, cho hạt đậu, các bạn cho thêm một chút khoai sọ chẳng hạn, thì nó cũng làm cho cái đường máu không tăng sau ăn. Vâng, xin cảm ơn lời khuyên của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Lê Hương Nga ở Hà Nội hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng như sau ạ. Hiện nay tôi làm việc ở nhà nên không ăn bữa sáng, và các con tôi cũng vậy, chưa tôi ăn sớm hơn khoảng 10 giờ sáng. Vậy nếu tình trạng kéo dài như vậy thì có ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa hay không? Nhất là vấn đề sức khỏe lâu dài. Rõ ràng đấy là một cái kiểu ăn rất là không ổn. Nó không khoa học một chút nào cả. Rõ ràng là phản xạ có điều kiện đã được hình thành trong suốt cả cuộc đời rồi. Cho nên là đến bữa ăn là cơ thể sẽ sản xuất ra những cái acid chloric, sản xuất ra các cái men tiêu hóa để chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái bữa ăn. Cho nên nếu như bữa ăn xảy đến thì các cái men tiêu hóa cũng như axit đấy sẽ được trung hòa và nó sẽ không tác động lên bề mặt niêm mạc. Tuy nhiên lại không có bữa ăn đến cho nên là những cái axit đấy nó sẽ bị dư thừa, các men tiêu hóa đấy cũng sẽ bị dư thừa và sẽ tác động lên bề mặt niêm mạc đường tiêu hóa. Và nếu về lâu về dài thì nó sẽ gây ra những cái ổ loét. Cho nên không thể là gộp hai bữa ăn vào là một được, và vẫn sẽ phải thực hiện đầy đủ các cái bữa ăn. Gia đình gặp phải thú thật là nhiều khi chính anh Thư và con cái của mình cũng thế, sáng ngủ dậy uống một bình sữa xong ngủ tiếp. Và hôm nay nghe lời khuyên của các chuyên gia thì chắc chắn là mình sẽ không thể duy trì như vậy, vì lâu dài sẽ rất là không tốt cho sức khỏe. Câu hỏi tiếp theo ạ, đến từ số điện thoại 0854324 và xin phép số 3 số cuối, hỏi phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm như sau. Một câu hỏi rất là trend nhé. Con tôi rất thích uống trà sữa và hiện nay có rất nhiều các loại thức uống. Tôi băn khoăn không biết nên chọn loại nào. Đồ uống ít đường có phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe không ạ? Tôi nghe nói đồ uống ít đường thì giảm nguy cơ tiểu đường và không bị béo phì. Vâng, điều này thì rất là đúng. Chọn cho các cháu cái thói quen là chúng ta thấy rằng uống ít đường, uống nhạt thôi, thì đây nó thành cái xu thế cả cuộc đời, cái thói quen cả cuộc đời của các cháu nó rất là quan trọng. Bởi vì là thứ nhất là chúng ta giảm được lượng đường, là cũng cắt giảm năng lượng, là cũng dự phòng được cân béo phì, và nó cũng giúp cho kiểm soát đường máu cũng rất là tốt. Nhưng mà cháu uống thích uống trà sữa thì tôi nghĩ rằng mẹ có thể pha trà và pha mấy sữa, có thể sữa bột công thức hoặc sữa tươi cũng được cho con uống là ngon. Còn hơn cái trà sữa ở ngoài thì mình cũng không biết nguồn gốc, và cái công thức pha sữa thì tôi nghĩ rằng cái pha nó cũng không đảm bảo bằng cái là mình pha ở gia đình, thì nó cũng đảm bảo là đúng là trà sữa thì là tốt. Hoặc là nếu mà mẹ mua ở ngoài thì phải mua những cái cửa hàng mà gọi là có thương hiệu, và mình phải biết được cái công thức của họ pha là có sữa trong đấy thì mới đúng là trà sữa. Nhưng mà tuy nhiên thì biết là uống ngọt quá không tốt, nhưng những cái sản phẩm mà đồ uống sẵn ấy, thì chúng ta không thể giới hạn được cái lượng ngọt ở trong đó rồi. Vậy thì khi mà chúng tôi, những cái người tiêu dùng mua sắm những sản phẩm đồ uống chẳng hạn, làm thế nào để biết là cái sản phẩm nào hay là cái lượng đường như thế nào thì nó sẽ phù hợp nhất đây thưa chuyên gia? Thực ra thì khi mà chúng ta chọn thì chúng ta phải nhìn nhãn mác thực phẩm, đúng không ạ? Nếu mà đấy là các nguồn như là đường chế biến sẵn, là đường kính, là siro, thì đấy là những cái đường ngọt nó làm tăng đường máu. Thế còn ví dụ như là anh Thư mà chọn sản phẩm thì chúng ta chọn những cái loại đồ uống như người ta gọi là cho cái đường ăn kiêng, có thể đường ăn kiêng từ nguồn tự nhiên hoặc đường ăn kiêng được cho phép của an toàn thực phẩm. Trong danh mục thì có những đường ăn kiêng chỉ tạo vị ngọt mà không cung cấp năng lượng, tức là chúng ta cắt giảm được cái lượng đường đấy, cái lượng năng lượng từ đường đi, thì bạn có thể yên tâm ạ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia.
Bạn Hảo Nguyễn ở Biên Hòa thì có hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Văn Hồng như sau ạ. Tôi nghe nói ăn đồ mặn sẽ thừa muối hại gan thận. À, vừa đường rồi đến muối ạ. Như thế nào là phù hợp đây? Tuy nhiên con tôi thích ăn thêm nước tương. Mặc dù là tôi đã nấu ăn vừa vặn rồi, nhưng lúc nào con cũng thích chấm. Xin hỏi chuyên gia rằng nếu mà ăn mặn quá thì gây hại ra sao đến sức khỏe ạ? Khi ăn mặn, tức là thành phần của sodium, cái natri, nó sẽ tăng rất là cao ở trong máu. Và một cái yếu tố mà nó có thể di chuyển tự do giữa mạch hay không, đó là nước. Chỗ nào mà có ion natri cao lên thì nước sẽ ở ngoài, sẽ đi vào để trung hòa bớt, để làm sao cho cân bằng giữa cả hai bên. Cho nên nếu như ăn mặn thì nó sẽ kéo nước từ ngoài vào và làm cho cái cung lượng tuần hoàn ở trong mạch máu nó sẽ tăng lên. Và lúc đó nó sẽ làm cho nên nếu như ăn mặn kéo dài như vậy thì sẽ gây ra những cái hệ lụy ở trên tim mạch sớm nhất ạ. Có lẽ đây đó là tăng huyết áp. Đây là thói quen của người Việt Nam chúng ta đúng không? Đúng ạ. Lúc nào trên mâm cũng phải có một miền Bắc thì hay chấm nước mắm. Thế còn miền Nam thì nhiều khi là nước tương này. Và chúng ta có rất nhiều các loại đồ chấm khác và nó cứ tạo thành một cái thói quen lâu dài. Nhưng mà quý vị hãy lưu tâm một chút vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhé. Câu hỏi tiếp theo dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm như sau ạ. Vậy xin hỏi chuyên gia là ăn bao nhiêu muối phù hợp? Ví dụ gia đình tôi 4 người, có 2 con nhỏ thì tôi ăn lượng như thế nào? Tôi lưu tâm hơn trong quá trình nấu ăn đây. Thực ra thì hiện nay là khuyến nghị cho người trưởng thành là ăn dưới 5 gram muối một đầu người một ngày. Tức là 5 gram muối là muối natri đấy, natri clorua. Chúng ta tính về ion natri là chỉ được là không quá 2000 mg natri cho một khẩu phần ăn người lớn một ngày. Thế thì nhưng mà muối, chúng ta thấy rằng muối nó có hiện diện ở rất nhiều trong thức ăn. Thế thì trong muối, trong bột nêm, bột canh, rồi ngay cả mình chính chúng ta ăn cũng có một lượng muối nhất định. Rồi các loại nước mắm cũng Việt Nam rất là mặn. 10ml nước mắm thì đã có khoảng 2 hoặc 2,5 gram muối rồi. Rồi thế thì nhà bạn có 2 người trưởng thành, lại 2 em bé thì cũng không nói rõ tuổi, như thường các cháu cái lượng muối cũng chỉ cần bằng nửa người trưởng thành thôi. Thế thì chúng ta nhớ rằng hiện nay Việt Nam mình ăn mặn gấp đôi so với người trưởng thành. Thế thì ví dụ nấu cho các bé thì thường chúng ta phải độ mặn chỉ bằng độ 1/3 bằng nửa người lớn là chúng ta yên tâm rồi. Thế còn của mẹ thì cũng nhớ là bố mẹ này ăn thật nhạt thôi. Chúng ta thường là chúng ta nước canh nó cũng nhiều muối. Đi ăn phở này thì nhất là ăn phở, ăn bún thì chúng ta cũng ăn cái phần cái và ăn ít nước thôi, bởi vì chúng tôi định lượng trong bát phở là 3 gram muối và nó nằm ở trong cái nước phở rất là nhiều, thì chúng ta ăn được 1/3 cái lượng nước phở còn thì bỏ đi để bớt cái lượng muối. Hay ngay cả mì ăn liền, chúng ta biết rằng cái gói bột nêm nó rất là mặn thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ ăn độ 1/3 hoặc một nửa cái gói bột ngọt ở trong mì ăn liền thôi. Chúng ta ăn tất là cũng là thừa muối, cũng rất là mặn rồi. Nhiều người còn cho thêm tương ớt cũng rất là mặn, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng ngay cả những cái thực phẩm chế biến sẵn như là giò, chả, thịt quay trong đây cũng đã có muối rồi, thì những ít thực phẩm này thường chúng ta ăn ăn không cần chấm nước mắm nữa, mà hoặc chấm thì rất là nhẹ tay thôi để bớt cái lượng muối đấy ạ. Thì cái quan trọng là chúng ta phải ước tính cái lượng muối trong tất cả các nguồn chúng ta đưa vào. Rồi Việt Nam có dưa cà muối, thường cũng phải 10% là lượng muối trong dưa cà. Chúng ta ăn ít thôi, ăn vài gắp thôi. Còn nếu mà bạn nào này rất là ngon miệng ăn hàng cả nửa lạng dưa chẳng hạn thì cũng đã được 5 gram muối rồi, là đã đủ muối trong ngày, không biết kể còn những thực phẩm khác nữa ạ. Vâng. Thực ra thì hầu hết người Việt Nam chúng ta nấu ăn là theo cái cảm tính. Cái này phải nói rất là thật. Là mấy người đâu mà để một cái cân miligam để đo lượng đường bao nhiêu nấu ăn, đo lượng muối bao nhiêu trong một cái món ăn để cho nó vừa vặn đây. Nhưng mà thôi thì vì sức khỏe chung của gia đình và không thể căn chỉnh là mỗi một người từng chút một thì mỗi một thứ gia vị mình cứ nhẹ tay đi một chút. Nhẹ tay, chấm ít đi ạ. Vâng. Lâu dài thì chúng ta sẽ có điều kiện thưởng thức nhiều món ăn hơn và sức khỏe cũng sẽ được duy trì hơn. Câu hỏi tiếp theo của khán giả anh Phan 82a@gmail.com hỏi như thế này. Tôi nghe nói không chỉ vitamin C mới giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể mà vitamin D cũng giúp ích rất nhiều. Mong chuyên gia chia sẻ thêm là mỗi ngày 4 thành viên gia đình tôi bổ sung nước cam đều đặn, ăn nhiều rau xanh quả chín thì có cần uống thêm gì nữa không ạ? Xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm.
Vâng, thực ra thì gia đình bạn cũng chú ý đến yếu tố như vitamin C giúp nâng cao miễn dịch, nó có nhiều trong nước cam và quả chín. Nhưng mà riêng cái vitamin D thì đúng là hiện nay thì trên thế giới người ta quan tâm nhiều đến vitamin D và miễn dịch. Đương nhiên vitamin D giúp hấp thu và chuyển hóa canxi là tốt, nhưng mà vitamin D nó lại không có trong thực phẩm, có rất ít. Chúng tôi đã nghiên cứu rồi, nếu khẩu phần ăn trung bình thường chỉ đáp ứng được khoảng 10% vitamin D. Thế thì chúng ta thấy vitamin D chủ yếu là được tạo bởi ánh nắng mặt trời. Khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 15-20 phút mỗi ngày, ví dụ như là các phải bổ sung vitamin D. Nhất là miền Bắc chúng ta có cái mùa đông 5-6 tháng và chúng ta hầu như không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì các bạn bắt buộc phải bổ sung vitamin D. Ví dụ như trẻ lớn, người lớn, chúng ta có thể bổ sung cái vitamin D ở cái mức độ là có cái liều cao ống 100 hoặc 200 nghìn đơn vị đấy, khoảng 3-6 tháng chúng ta bổ sung một lần. Thế còn những em bé nhỏ thì chúng ta vẫn phải bổ sung, ngay cả các cháu bú sữa mẹ vẫn thiếu vitamin D thì phải bổ sung cái liều nhỏ hàng ngày cho em bé thì mới đủ vitamin D. Và vitamin D thì chúng ta biết rằng rất tốt cho miễn dịch, đặc biệt đang mùa Covid thì chúng ta vẫn phải đủ. Và chúng ta biết rồi, vừa rồi thế giới người ta cũng đã nghiên cứu định lượng cái vitamin D ở những người tử vong do Covid, thì người ta thấy cái nồng độ vitamin D là thấp, chỉ bằng 50% ở những người cũng mắc Covid nhưng mà không tử vong. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn hai chuyên gia. Và chúng ta sẽ lại tạm thời nghỉ ngơi một chút để anh Thư dành thời gian công bố câu hỏi tương tác số 2 và vị khán giả may mắn được nhận phần quà này tài trợ quý vị nhé. Câu hỏi tương tác số 2 như sau. Cách áp dụng kiểm soát cân nặng an toàn là: A. Cung cấp dinh dưỡng không chất béo giúp cơ thể không thiếu hụt dưỡng chất. B. Bổ sung vitamin đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. C. Kiểm soát. Đã là vị khán giả tiếp theo nhận được phần quà. Chúng ta sẽ cùng dành thời gian ít phút và cảm ơn. It's a new day and it feels like the world has changed in an instant. Little seems certain. But our commitment is this: farmers will still plant, and our supplies will be plant, and our supplies will be delivered. Employees will continue to dedicate themselves to our shared mission in a safe environment, and our distributors will keep helping their customers reach their goals. Together, we're a resilient bunch and have the plans and the people in place to meet the California to North Carolina and everywhere Herbalife Nutrition is made. We're putting safety first. Our products start with our essential employees, and they inspire us with their poise and commitment in the face of adversity. The world will get there, but in the meantime, we are seeing the best. Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng sản phẩm Herbalife Nutrition. Từ năm 1980, chất lượng luôn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi. Giá trị này khởi nguồn từ các nguyên liệu chất lượng được chăm sóc và thu hoạch bởi những người nông dân có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ. Sau đó, chúng tôi tiến hành thử nghiệm để xác minh chất lượng và độ tinh khiết của nguyên liệu. Với cam kết luôn mang lại các sản phẩm có chất lượng cao nhất, đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi còn thực hiện các thử nghiệm bổ sung để đảm bảo nguyên liệu đầu vào, giá trị dinh dưỡng và hương vị. Cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm của chúng tôi đã đạt được những chứng nhận quốc tế uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu và thống nhất trên toàn cầu. It's a new day, and it feels like the world has changed in an instant. Little seems certain. But our commitment is this: farmers will still plant, and our supplies will be delivered. Employees will continue to dedicate themselves to our shared mission in a safe environment, and our distributors will keep helping their customers reach their goals. Together, we're a resilient bunch and have the plans and the people in place to meet this. California to North Carolina and everywhere Herbalife Nutrition is made, we're putting safety first. Our products start with our essential employees, and they inspire us with their poise and commitment in the face of adversity. The world will get there,
But in the meantime, we are seeing the best that people have to offer. We continue to see innovation soar. We continue to see a determined spirit. It's a new day, and we'll continue to deliver the world's best nutrition. Mỗi ngày, hàng triệu người sử dụng sản phẩm Herbalife thế hệ. Sau đó, chúng tôi tiến hành thử nghiệm để xác minh chất lượng và độ tinh khiết của nguyên liệu. Với cam kết luôn mang lại các sản phẩm có chất lượng cao nhất, đội ngũ các nhà khoa học của chúng tôi còn thực hiện các thử nghiệm bổ sung để đảm bảo nguyên liệu đầu vào, giá trị dinh dưỡng và hương vị. Cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm của chúng tôi đã đạt được những chứng nhận quốc tế uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm tối ưu và thống nhất trên toàn cầu. Đoàn dinh dưỡng toàn cầu, hàng triệu người đã chọn chúng tôi để gửi gắm niềm tin về một lối sống lành mạnh hơn, tích cực hơn trong hôm nay, ngày mai và cả tương lai phía trước. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 mang đến những câu hỏi của chính quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn. Và quay trở lại với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm thì một câu hỏi được rất nhiều khán giả quan tâm đó chính là cách thức bảo quản thực phẩm và các cái loại hỗ trợ cho sức khỏe của chúng ta trong cái mùa nắng nóng này nên có lưu ý gì ạ? Vâng, về cách bảo quản thực phẩm thì tôi thấy rằng thứ nhất là bây giờ thực phẩm nó cũng không đến nỗi khó khăn quá. Mình cũng có thể đặt mua thường xuyên hoặc là chúng ta đi siêu thị cũng sẵn, thì tôi khuyên là chúng ta đừng có mua nhiều quá và tích lũy quá lâu rồi chúng ta quên mất. Rồi thì thực phẩm nó cũng bị biến chất đi và chúng ta ăn nó cũng không ngon, nó cũng không đảm bảo an toàn. Nhưng mà chúng ta nhớ vào ví dụ như là mua một cân thịt về thì các bạn cũng nên rửa sạch và chúng ta phải cắt theo cái khoảng ăn cho gia đình. Đừng có để cả cân thịt trong tủ lạnh đó rồi mỗi lần ăn chúng ta lại đi để chúng ta làm cho tan đá, thì nó thời gian nó làm cho cái thực phẩm nó cũng bị dễ bị nhiễm khuẩn đi. Hoặc là ngay cả các em bé, các mẹ cũng chú ý là em bé chúng ta cũng có thể mua thực phẩm ăn mấy ngày trong, nhưng mà chúng ta mấy ngày ăn cho em bé, nhưng chúng ta cũng chỉ cắt nhỏ là mỗi một khẩu phần cho bé một bữa, khoảng tùy theo tuổi. Ví dụ em bé 1-2 tuổi thì chúng ta cũng mỗi bữa chỉ để khoảng 40-50 gram thịt cá để thành một cái gói nhỏ. Như vậy thì khi chúng ta làm tan đá, chúng ta chế biến cho em bé thì nó hợp hơn. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái ngăn mát tủ lạnh thì nhiều khi chúng ta cũng hay để thực phẩm nó hay bị dư thừa, thì chúng ta cũng nhớ là kiểm tra thực phẩm thường xuyên và chúng ta cũng chỉ để những thực phẩm, ví dụ những cái thức ăn mặn hoặc là cái thức ăn rán thì chúng ta để qua ngày. Thế còn những cái món rau trộn rồi những cái loại rau mà đã chế biến thì thôi, chúng ta cố gắng ăn trong ngày và chúng ta bỏ đi, đừng có để qua tủ lạnh, nó rất dễ nhiễm khuẩn, vi khuẩn phát triển qua một đêm ạ. Đây là một câu hỏi rất được quan tâm, bởi lẽ là trong những cái thời điểm dịch bệnh căng thẳng ấy, thì chắc là quý vị không còn xa lạ gì với hình ảnh là người dân ùn ùn xếp hàng ở các siêu thị để đi mua đồ ăn tích trữ. Và quý vị hãy yên tâm về điều này, bởi vì là có lẽ chỉ nên mua trong thời gian vài ngày thôi, chứ nhiều gia đình anh cứ thấy là tủ đá, tủ đông là để ê hề thực phẩm. Và nếu chúng ta lưu trữ một cái gì quá lâu thì chắc chắn là cũng sẽ gây nên những cái yếu tố có hại cho sức khỏe. Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo của khán giả gửi đến chương trình như sau ạ. Chào bác sĩ, con tôi được 23 tháng 10 ngày, tuy nhiên cháu chỉ nặng 12 kg. Như vậy có phải là cháu bị suy dinh dưỡng hay không? Mong được bác sĩ tư vấn giúp con chế độ dinh dưỡng của cháu để cháu tăng cân. Dạ, xin mời. Bao nhiêu tháng nhỉ? Cháu được 23 tháng 10 ngày mà cháu được 12 cân. Thì thực ra là cháu có cân nặng trung bình đấy. Thường chúng ta thấy rằng trẻ em cứ 1 tuổi thường các cháu đạt 9 đến 10 cân là chúng ta yên tâm rồi. Và mỗi năm sau thì các cháu tăng khoảng 2 đến 2 kg cho 1 năm tuổi thì là tốt rồi ạ. Như vậy cháu đạt cái cân nặng theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới đấy. Và chế độ ăn ở đây thì cháu 2 tuổi thì cháu bắt đầu ăn cơm rồi, thì chúng ta chế biến cơm thì chúng ta nấu hơi mềm một chút. Ví dụ mẹ
khi mà cơm sôi mẹ có thể để hơi kỹ nghiêng nồi cơm một chút thì cái góc cơm nó hơi lát thì mềm, cơm mềm, và chúng ta cho em bé ăn. Và ví dụ mỗi bữa này thì em bé cũng chỉ cần ăn khoảng nâng bát cơm. Thế thịt mỗi bữa này, thịt hoặc cá thì em bé có thể ăn 50-60g bữa. Và rau xanh thì các cháu cũng ăn được khoảng 50 đến dưới 100g bữa rồi. Và quả chín tuổi này thì chúng ta cũng một ngày cho em bé ăn 2 lần quả chín mỗi lần, để khoảng ví dụ như một quả cam hoặc một quả chuối, thế là được rồi. Thế còn các mẹ đừng quên là tuổi này mẹ nào còn sữa mẹ thì vẫn cho con bù được, và nếu hết sữa mẹ thì phải bổ sung sữa cho con. Là một ngày các cháu này tuổi này là phải 5 đơn vị sữa, một đơn vị sữa tính là 100ml sữa, hoặc là một hộp sữa chua, hoặc là một miếng phô mai khoảng 15g. Thì mỗi cái đơn vị sữa như vậy cung cấp một con để em bé khỏe mạnh hơn ạ. Rồi chúng ta nhớ là mùa đông thì phải bổ sung vitamin D cho em bé. Rồi em bé mà có vấn đề về đường tiêu hóa thì chúng ta cũng có bổ sung cái lợi khuẩn cho em bé để cái đường tiêu hóa khỏe mạnh hơn ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Câu hỏi tiếp theo của khán giả gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng như sau ạ. Chào bác sĩ, em béo phì nhưng mùa nóng thì hay uống các loại trái cây. Tuy nhiên em hay gặp phải vấn đề tiêu hóa, táo bón và tiêu chảy. Vậy khi mà em gặp những cái vấn đề này thì em có nguy cơ mắc bệnh liên quan tiêu hóa không? Có phải viêm nội soi tiêu hóa không? Khán giả Lan, 37 tuổi ạ. Vâng, đối với một người mới 37 tuổi thôi mà lại bị béo phì, rồi cộng thêm cả những cái rối loạn vận động của đường tiêu hóa, khi thì tiêu chảy, khi thì táo bón, như vậy là có hai vấn đề cần phải chữa. Thì đối với một người béo phì mà gây ra lại kèm theo với cả rối loạn vận động đường tiêu hóa, thì thường chúng tôi sẽ đặt một câu hỏi là liệu cái việc mà tập luyện đấy nó có đủ hay không. Thường là đối với người ít vận động thì nó cũng sẽ gây ra cái trì trệ cái vận động của đường tiêu hóa, cho nên sẽ dẫn đến béo phì và gây ra những cái rối loạn vận động, khi thì tiêu chảy, khi táo bón. Cho nên đối với cái chỉ định nội soi, thường thì chúng tôi chỉ định nội soi bắt buộc đối với người ngoài 40 tuổi. Nếu như trong tiền sử gia đình có người bị ung thư hay có những cái vấn đề gì về đường tiêu hóa thì cái chỉ định nội soi sẽ đặt ra sớm hơn. Còn nếu chỉ đơn thuần là những cái rối loạn vận động của đường tiêu hóa, hơi có tiêu chảy, hơi có táo bón một chút, thì cái chỉ định nội soi không đặt ra đối với người. Lúc này thì mặc dù là bộ phận kỹ thuật của chúng tôi, ban biên tập vẫn đang liên tục nhận được những cuộc gọi và câu hỏi của quý vị khán giả theo dõi trực tiếp trên fanpage của báo điện tử Sức khỏe đời sống .vn. Tuy nhiên thời gian của chúng ta đã đi đến những phút cuối rồi. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của tập đoàn sinh dưỡng toàn cầu Hopland Nutrition đã mang đến những phần quà tặng dành cho quý vị khán giả ở trong phần tương tác của chương trình. Và chắc hẳn là trong chủ đề ngày hôm nay, bữa ăn lành mạnh giúp tiêu hóa khỏe mạnh cũng đã giúp cho quý vị có thêm những góc nhìn mới, làm sao chúng ta có thể duy trì được một chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho bản thân và những người thân yêu của mình. Xin được một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hồng với những lời khuyên hết sức thiết thực dành cho quý vị khán giả. Mong rằng quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi những chương trình phát sóng trực tiếp của báo điện tử Sức khỏe đời sống.vn, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt. Bye.